Vì sao nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt? Người tác động vật lý tài xế do không dừng xe trên cao tốc để khách đi vệ sinh khai gì? Công an quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ Hà Nội, liệu có thành công? Bệnh viện Việt Đức hạn chế phẫu thuật từ ngày 1 tháng 3 do thiếu vật tư hóa chất. Phản ứng của Đỗ Mỹ Linh trước ồn ào chồng thiếu gia không mở cửa xe cho vợ. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày của Hoàng Châu Channel. Hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2023, chúng tôi đã tổng hợp các tin tức chính nổi bật diễn ra trên nước ta trong 24 giờ qua như sau. Vì sao nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt? Ngày 23 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Quang Vinh, sinh năm 1962, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Vinh bị bắt do liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng trước đó. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã xác định Hoàng Quang Huy là trưởng phòng kế hoạch tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm là thủ quỹ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã thực hiện hành vi khống ký xét, sẽ không ghi đầy đủ số tiền và các nội dung theo quy định. Sau đó, đưa thông tin số tiền để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhằm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Để thực hiện việc rút tiền, bà Tâm đã sử dụng quyển sách ngân hàng BIDV được giao quản lý, không điền đầy đủ thông tin và đưa cho Huy ký xác nhận mục kế toán trưởng. Sau khi có xác nhận của Huy, sắp được trình cho ông Đoàn Quang Vinh, lúc đó là hiệu trưởng của trường Đại học Bách khoa, chủ tài khoản ký duyệt phát. Khi ông Vinh hỏi về số tiền trên sếp không được ghi rõ thì bà Tâm trình bày đã bàn với Huy và đợi Huy cân đối số tiền còn trong tài khoản rồi ghi vào cho phù hợp. Từ đó, ông Vinh đã duyệt các sách khống như vậy cho bà Tâm. Nữ thủ quỹ này đã dùng sếp được ký duyệt trước đó, điền thông tin số tiền cần rút rồi liên hệ cho ngân hàng rút tiền. Với thủ đoạn trên, Tâm đã rút hàng chục tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của trường Đại học Bách khoa mở tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân. Sau khi rút được tiền, bà Tâm không nhập quỹ tiền mặt mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Tại cơ quan công an, ông Đoàn Quang Vinh thừa nhận toàn bộ việc ký sách khống, như ông Vinh khẳng định hoàn toàn không nhận bất cứ lợi ích gì từ việc ký sách khống này. Các bị can Lâm Thị Hồng Tâm và Hoàng Quang Huy cũng khai không cho ông Vinh bất cứ lợi ích gì để thực hiện việc ký khống sách. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng, hành vi của ông Vinh đã vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản công được quy định tại khoản 9, điều 10 Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 9 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy, sinh năm 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng và Lâm Thị Hồng Tâm, sinh năm 1973, trú phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng về tội tham ô tài sản. Theo điều tra, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường bằng nhiều thủ đoạn. Tính đến ngày 5 tháng 2 vừa qua, Tâm được sự giúp sức của Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Đại học Bách khoa với số tiền hơn 86 tỷ đồng. Chuyển sang tin tức tiếp theo, người tác động vật lý tài xế không dừng xe trên cao tốc để khách đi vệ sinh khai gì? Ngày 24 tháng 2, Công an phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, công an xác định được danh tính người tấn công tài xế ô tô khách trên đường Tố Hữu vì không dừng xe cho nữ hành khách đi vệ sinh trên cao tốc, đó là Nguyễn Trung Tín, 39 tuổi, ngụ phường Vạn Hạnh. Hiện công an đã làm việc với Tín và nữ hành khách tên H để phục vụ điều tra. Qua làm việc, Tín khai nhận nghe H gọi khóc lóc, kể vụ việc không được tài xế cho dừng xe lại trên đường cao tốc để đi vệ sinh nên đã gọi thêm bạn của mình đến đánh tài xế. Khi xe khách này về đến thành phố Nha Trang vào sáng ngày 17 tháng 2, thấy xe dừng ở đường Tố Hữu để trả khách, Tín cùng người bạn lao lên trừ tục đánh tới tấp tài xế. Sau khi hành hung nạn nhân, Tín chở H về nhà. Toàn bộ sự việc đã được camera trong xe ghi lại, đưa lên mạng xã hội. Nhà xe sau đó cũng gửi đơn tố giác tới cơ quan công an.
Trước đó, tối ngày 16 tháng 2, tài xế Trương Hữu Anh Vũ, 41 tuổi, của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh Bus, điều khiển xe khách chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Nữ hành khách tên H đi trên chuyến xe này, khi xe đang chạy trên cao tốc Long Thành Dầu Giây, H đề nghị tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này, tài xế giải thích là không được dừng xe trên đường cao tốc vì sai quy định. Tài xế này nói sẽ dừng tạm xe ở đường tránh để nữ hành khách đi vệ sinh. Tuy nhiên, khi xe dừng ở đường tránh thì nữ hành khách từ chối xuống đi vệ sinh với lý do sợ trời tối. Ông Vũ tiếp tục điều khiển xe đến điểm dừng chân cho H và những hành khách khác đi vệ sinh. Sau đó, H gọi điện cho Nguyễn Trung Tín kể lại vụ việc nên Tín và bạn đứng chờ tại đường Tố Hữu, thành phố Nha Trang. Khi xe dừng lại tại đường Tố Hữu để trả khách thì Tín đã lao lên xe đánh tài xế Vũ. Tài xế Vũ được đưa đi khám chấn thương. Kết quả thương tật bị sưng nề, đau phần mềm ở cổ và vai bên phải. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Chuyển sang tin tức tiếp theo, công an quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ Hà Nội, liệu có thành công? Những ngày gần đây, các trang báo và phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt lên tiếng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè thành nơi kinh doanh, buôn bán hàng hóa, bãi giữ xe có thu tiền tại các con phố của thủ đô Hà Nội. Điển hình tại các khu vực xung quanh quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, các tuyến phố Tràng Tiền, Quang Trung, Đinh Lễ, Thái Hà, Khổng Thiên, các quán ăn, quán cà phê được sử dụng vỉa hè để bày bàn ghế và làm chỗ để xe của khách hàng, khiến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường. Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 01 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Tại văn bản này, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội khẳng định sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ. Sau 10 ngày, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm rõ rệt tại 12 tuyến phố kiểu mẫu, song vẫn diễn ra ngang nhiên tại nhiều tuyến phố khác. Trao đổi với báo Giao thông, chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức cho rằng, cách đây mấy năm đã từng có thời điểm vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, nhưng đến nay, đâu lại vào đó, vỉa hè bị xẻ thịt trên nhiều tuyến phố, đông nhếch nhác, phản cảm. Lần này, lòng tin của người dân với chính quyền có thể sẽ bị giảm hơn. Theo tôi, để uy tín, có niềm tin với nhân dân, Ban chỉ đạo 197 cần làm quyết liệt. Địa phương nào không dẹp được phải chịu trách nhiệm đến cùng. Trường hợp địa phương không thể làm được, chúng ta hoàn toàn có thể giao cho rất nhiều đơn vị khác và trao trách nhiệm cho họ. Thực tế cho thấy, hầu như năm nào tại thủ đô Hà Nội đều có các đợt kiểm tra, ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, các lực lượng chức năng không duy trì việc kiểm tra, xử lý thì những hình ảnh quen thuộc ở hai bên đường Hà Nội lại xuất hiện. Thậm chí, rất nhiều người dân Hà Nội trở nên vừa quen thuộc, vừa ngán ngẩm với hình ảnh những người bán hàng rong, quán trà đá hay shop thời trang đua nhau dọn đồ khi nhìn thấy các xe của lực lượng chức năng đi đến kiểm tra trên các tuyến phố. Vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Hà Nội có dẹp được nạn lấn chiếm vỉa hè một cách triệt để hay không? Chuyển sang tin tức tiếp theo, Bệnh viện Việt Đức hạn chế phẫu thuật từ ngày 1 tháng 3 do thiếu vật tư hóa chất. Từ ngày 1 tháng 3, Bệnh viện Việt Đức hạn chế mổ xếp lịch để ưu tiên cấp cứu, chỉ chỉ định xét nghiệm khi thật sự cần thiết do thiếu vật tư hóa chất. Thông báo được bệnh viện đưa ra vào sáng ngày 24 tháng 2 trước bối cảnh cạn kiệt nguồn vật tư hóa chất trong khi không thể đấu thầu mua sắm bởi có nhiều vướng mắc về thủ tục. Hiện tại, bệnh viện còn hóa chất khí máu đủ dùng 1 tuần, hóa chất ghép tạng đủ dùng cho 2 tuần. Hôm 23 tháng 2, giáo sư Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết tình hình thiếu hóa chất, vật tư y tế là việc cấp cứu của cấp cứu cần được tháo gỡ ngay, nếu không bệnh viện sẽ chỉ tiếp nhận bệnh viện cấp cứu hoặc không thể hoạt động. Việt Đức là bệnh viện hạng đặc biệt, đầu ngành ngoại khoa. Năm 2022, bệnh viện thực hiện hơn 79.000 ca mổ. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú và khoảng 2.000 bệnh nhân đến khám. Nguyên nhân của tình trạng thiếu là đa số hóa chất do các công ty cung cấp kèm theo máy đặt, mượn. Trước đây, cơ quan chức năng cho phép thanh toán bảo hiểm y tế với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy đặt, mượn do nhà thầu cung cấp. Như vậy, bệnh viện có nguồn thu cũng như cơ sở pháp lý để đấu thầu mua sắm hóa chất, triển khai các xét nghiệm phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, điểm mới trong nghị quyết 144 quy định, các hợp đồng ký sau tháng 11 năm 2022, thời hạn áp dụng đến tháng 11 năm 2023 sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả. Do đó, từ tháng 12 năm ngoái, bệnh viện không thể kéo dài hình thức mượn máy đặt theo kết quả đấu thầu hóa chất như trước, dẫn đến thiếu hụt. Đặc biệt, những hóa chất quan trọng và ảnh hưởng đến cấp cứu
khám điều trị bệnh nhân như công thức máu, đông máu, magie đã hết số lượng thầu. Mặt khác, hiện các vật tư tiêu hóa phục vụ mổ chỉ đủ dùng trong một tháng, nhưng hầu hết giấy phép với những sản phẩm này vẫn chưa được gia hạn nên không thể mua sắm. Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đề nghị Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan cần vào cuộc hết sức cấp thiết để xây dựng, ban hành các thông tư, nghị định giúp cho bệnh viện có hành lang pháp lý, giải quyết khó khăn. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Đức mà còn ở một số bệnh viện tuyến cuối khác như Bệnh viện Chợ Giấy, Bạch Mai không mua được máy móc và hóa chất xét nghiệm, phải gửi bệnh nhân đến các cơ sở khác trục chiếu. Hiện Chợ Giấy thiếu hoặc phải dừng lại hoạt động nhiều trang thiết bị y tế kỹ thuật cao như máy chụp cắt lớp vi tính CT, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy siêu âm Doppler màu, nhiều mặt hàng được Bệnh viện Bạch Mai ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Tuy nhiên, đến nay, hàng vẫn không được giao do giấy phép nhập khẩu hết hạn. Ví dụ như vật tư ECMO, ống trợ giúp can thiệp động mạch vành, bóng nòng động mạch vành. Chiều ngày 23 tháng 2, Bộ Y tế làm việc với đơn vị liên quan và các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Giấy nhằm tháo gỡ những khó khăn này. Song, theo một giám đốc bệnh viện, vẫn rất khó. Tin tức cuối cùng, phản ứng của Đỗ Mỹ Linh trước ồn ào chồng thiếu gia không mở cửa xe cho vợ. Mấy ngày qua, việc chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, thiếu gia Đỗ Vinh Quang không mở cửa xe cho vợ đã bùng nổ cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Đỗ Vinh Quang thiếu ga lăng và tinh tế khi để vợ tự mở cửa lên xe. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng trên thực tế, việc mở cửa xe cho phụ nữ là cách để họ gây ấn tượng với đối phương. Thế nhưng, không thể đánh giá một mối quan hệ tốt đẹp hay lạnh nhạt dựa trên hành động mở cửa xe. Khi được hỏi về vấn đề này, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, chuyện đó tôi thấy rất bình thường nhưng không muốn mọi người cứ xôn xao bàn tán nên không muốn chia sẻ. Sau đó, Đỗ Mỹ Linh từ chối trả lời. Sau đám cưới thế kỷ, vào ngày 23 tháng 10 năm 2022, cuộc sống hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với MC Thùy Linh ở một chương trình truyền hình sắp phát sóng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống làm dâu hào môn sau 4 tháng cưới thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Hoa hậu Việt Nam 2016 tâm sự, với cô, cuộc sống ở tổ ấm mới vẫn còn rất nhiều mới mẻ và bỡ ngỡ. Tôi lập gia đình chưa lâu, tính đến bây giờ mới chỉ 4-5 tháng. Mọi thứ với tôi ở gia đình nhỏ vẫn rất mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ. Tôi sống chung với bố mẹ chồng và có cả bà nội nữa, nên gia đình lúc nào cũng đông người và có nhiều hoạt động chung với nhau. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, người đẹp cũng cho biết cô được mẹ chồng chỉ dạy nhiều thứ trong thời gian mới về nhà chồng. Thời gian đầu, tôi cũng chưa hiểu về thói quen cũng như nếp sinh hoạt của gia đình, nên tôi cũng cần và được mẹ chồng chỉ cho rất nhiều. Trong dịp Tết vừa rồi, tôi đã rất cố gắng phụ giúp mọi người những công việc nhà trong gia đình. Tôi nghĩ mình cần thời gian để mới có thể dần dần thích nghi với cuộc sống mới như bây giờ, Đỗ Mỹ Linh cho hay. Đây là lần hiếm hoi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về cuộc sống ở nhà chồng hào môn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai Bầu Hiển vào ngày 23 tháng 10 năm 2022. Hôn nhân của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người hâm mộ, bạn bè và người thân. Sau khi làm dâu nhà Bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh hạn chế giữa sự kiện showbiz, cô tập trung vào công việc biên tập viên tại đài truyền hình Việt Nam và dành thời gian vun đắp cho tổ ấm mới. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Hoàng Châu Channel. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất trong ngày. Nếu yêu thích, hãy like và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!